nhà pháp phường cư cung trụ, và xứ trụ cung phận môn tu hương tiếng cung cổ cái kỳ siêu tiểu thi bạc độ cô ôn sự kiến tan chú hiệp thập phương bổn đạo thiện nam tinh nữ đẳng kỳ siêu phùng vị quá quảng hương linh cầm nam nữ ba thân văn hồng bốn tử cầm phong giới tư sanh lục đạo tạp thế quan gia cục thù trăm đôi chiến sĩ trọng trong nhân dân mạng trong đồng bào tử với nạn lộ đồ tan mạng khi nào phiêu trầm nhất tiếng nam nữ văn hồn thừa tư phật luận quy chí đạo chàng thính pháp văn kinh thọ tài hướng thuận siêu sanh tịnh đổi vô ngại đại bi tịnh đàn nhất tội hướng đạo phật ăn kỳ âm giả giới siêu thân huyền dương nhân nhi loại là kiên tất chuẩn an năng nhi hình nó văn y tu thoát dĩ tiên dương tục ra mạng phong sân thọ trì quy giới quy thử hiệp điệp cung nghệ danh tăng địa phong liên tăng thiện chiêu thiên cùng nga vô nguyện sư lạc thiên chi tướng quả tụ chí định giả hữu định hà thịnh thiện phủ dạy ắt chệ hách trầm hồn chân quân câu chắc tuệ thứ tỷ hội niên nhị hoa thần của những thời thị gia đình những như lai tâm nặng nhớ môn hạ giá trị tăng chứng minh thiện thập viên thanh thủ lự thì qua ba thành kia mình chuyển hồn âm hồn kia là nhà lễ như là lãng
tiền tẩy chúng sanh điện tu trần lô. Yeah.
dẫu cực khổ mấy, mẹ cha vẫn không hề thán vãn. Yên lành trong đất phù mây xoay. Rồi hôm nay các con đã thành cha mắt, thì các con hiểu được nghĩa tình sâu nặng chân thành. Ôi lên non mới biết non yeah.
Được lo đố phát dị, phát sanh lòng thiếu tính, chuyển quá nghiệp trọng kinh, ổ hiển chú quý thân cùng tròn đầy giống chính. Kìa, chốt chốt đều là hoa tạng giới, nơi nào chẳng phải chỗ tỳ lô. Hộ nguyện thử quốc độ, thử quốc độ, tha quốc độ, tha quốc độ, vô lượng chư quốc độ, vô lượng chư quốc độ, nhất thiết hữu tình, cộng nhân nhân thử thế giới, tha thế giới, tha vượng chư thế giới, vô tận hàm thức, hệ thành Phật đạo, vô tận khổ quá, phạm hữu quân tư, phạm giới chúng sanh, đồng viên chủng chi cơ bảo chánh ba bồ tát. Đang quỷ lại vô tình nghĩa thanh Phật thế sức thế gian về nguyện sáu thành thế sức thế gian về nguyện sáu thành thế sức thế gian về nguyện sáu thành đẳng vi du già giao kiếm chi bài ta chi bồ đề cơ hữu tình giải cõng thành Phật đạo thử cấp viên mãn cùng tông mê.
khỏi thân khổ lễ bà bà. Nằm bên tay trái đó, nằm bên tay trái của con cổ Hoài Nam chứ. Nam mô A Di Đà Phật.
Yeah.
công đức đáp nghĩa ơn sâu ngoại hộ trì. Kính bạch quý ngài, hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm Kỷ Hợi, được sự bình an và lợi lạc và nhờ sự gia hộ của Tam Bảo và chư thiện thần và ý thức, những việc làm chân chính đưa đến sự lợi ích cho tan gia hiếu quý. Chúng con thân thật tinh thịnh quý ngài quan tâm trở về tư gia, thiết lập đàn tràng trạch tế thì âm siêu như thế, ngõ hầu khắp pháp giới chúng sanh, và hiện thì chúng con được thượng thừa công đức đem lại sự lợi lạc. Và giờ này duyên đã đủ, thời đã đến, chúng con thành kính tuân thịnh quý ngài, quan lâm nơi pháp đàn, chính thức cử hành nghi lễ khai kinh sáng hôm nay. Ngự nguyện chư tôn đại đức từ bi cả hướng quan tâm pháp đàn, nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Quan hàm đẳng thái hương chi tú lệ
thiện phúc tất cả đều ngự thức quyến tịnh độ năng nhân vô lượng hiền hành xa kiếp trước kiếp lễ kỳ siêu chẳng tế kinh nghiệp chứng tiêu trừ diệu sanh tịnh độ. Ai hôm nay tàn gia hiếu hiến thành tâm thiết lễ kỳ diệu, báo đức phụ thân thọ tam quyền giới pháp danh chánh thế danh trần hữu phước hưởng thọ 79 tuổi long chung ngày nguyện chư Phật chư Bồ Tát chư Hiền Thánh Tâm Quang giám đàn tràng chứng minh công đức phóng quang tiếp dẫn hương linh nghiệp chứ tiêu trừ tất xả mê đồ diệu sanh tịnh độ hưởng sau cảnh bao giới định huệ hương giải thoát chi kiến quý khôn lường ngào ngạnh khắp muôn phương hạnh tịnh trong hương đệ tử miệng hướng dường nam mô hương hướng dường bồ tát nam mô hương hướng dường bồ tát nam mô hương hướng dường bồ tát ma tát tam thế nhất thiết phật đà gia tôn mô tần thập phương biển pháp giới vi trần sát độ chúng thượng trụ tam bảo tam chi tâm đảnh lễ nam mô tần thập phương biển pháp giới vi trần sát độ chúng thượng trụ tam bảo tam thế nhất thiết tâm già già chúng chúng con siêu pháp giới thiết diệu ấm tất giải văn văn trần hạnh tịnh chứng viên không những thiết chúng sanh thành chánh lý địa ngục sức quả thành nguyện thành Phật độ chúng sanh ông na văn hồng diễn sinh tịnh độ nhất na khỏi một nương cũng nên chư Phật giáo hạ đạo tràng chứng minh Phật sự nam mô kim cang tạng bồ vì khỏi mọi ngư cầu giống hồn tụ âm trong hữu phước diệu sanh tịnh độ nam mô kim cang tạng bồ tát tam a khỏi mọi ngư cầu tán gia yêu quyến phước thọ an thương nọ hô kim cang tạng bồ tát ma chư Phật giáng hạ đạo tràng chứng minh Phật sự nam mô thiên luân vương bồ nhị khỏi trung cổ ta mới khỏi trung cổ tàu tan chủ bước quệ an thương nam mô địa nhớ luôn hương Bồ Tát Ma Tát
Oh,
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quốc Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu thành phố. Cung tụ gia sứ chủ cùng Phật tương thiên cung cúng kinh kỳ di sự. Thiên tán chủ hiệp tan chủ đẳng di nhật và nương tâm thành. Bạc ăn chỉ dân căn
Thưa dạ, dùng thiểu, chứ có dùng đa. Dùng đa đến người đi nào, mặt đỏ rồi đi bỏ được phạm. Nè, thầy, dùng thiểu, ông đây nè, dùng đỡ lòng đường xa xa xôi. Bổn Phật ông tôi đã nhận rồi, ông biết rồi siêu văn siêu khổ nha. Họ còn đây xa hạ tỡ lòng một ít cầm đỡ lòng họ thiệt thư giả lại đau tây phương cấp cấp đau lại nơi tây của Phật. Một lại tả từ Như Lai Phật Tổ, hai lại sớm chủ chứng đàn, tạm lại ba đất chư tôn, đảo tràng đắng lỗ thưởng trình hầu. Hãy subscribe.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.